nhiều vùng trên cả nước đón mưa dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên từ chiều tối ngày hôm nay 5 tháng 7, mưa dông sẽ khả năng mở rộng ra toàn miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 8-9 tháng 7 ở miền Bắc, trong đó trọng tâm mưa là ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Do tác động của mưa dông, hôm nay nắng nóng chỉ còn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55 đến 70%. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc. Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 7. Trong đó, hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 đến 17 giờ. Dự báo từ ngày 8 tháng 7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ nên miền Trung đã giảm nắng nóng. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 8 đến 14 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và tối, ngày nắng nóng gián đoạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.